Em có cái quả vàng này, đuôi người anh Ender. Thôi thôi thôi, là hai người đi chung nhau hả? Thôi cái đó bỏ đi, cái rồi, đó em đuôi người anh bỏ, bỏ 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 đi, bỏ đi bỏ đi. Làm một tí vào đài nào. Lâu. Lâu. Rồi rồi. Anh làm chơi gì đây? Anh không biết đâu, em kiếm cặp đi. Anh không biết cặp gì hết. Em thấy người ta chơi chứ em không biết cặp gì luôn. Để xem đấy. Vậy luôn hả? Đúng rồi đó. Em coi người ta chơi chứ em trận đầu tiên anh đây. Phải. Làm sao? Tin em nè. Quá sao vậy? Ok. Cứ sao giờ anh cứ phải lo ấy nhờ. Tin em hả? À nghe. Nghe giống có vẻ không tin lắm nhờ. Tin chứ. Không rồi, không rồi. Anh chơi gì vậy? Từ từ để anh suy nghĩ. Giờ anh bích trước con đi, sao em theo. Là đẹp. Rồi 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 rồi. Là gọi dữ chưa? Trời ơi, trời ơi, đây suy nghĩ. Là gọi dữ chưa? Ừ, đó, xin ra đây, anh xin ra đây, anh xin ra đây. Con đó có mạnh không vậy? Sao nhìn con nói của anh nó... Anh không biết nữa. Hơi thiếu sống á. Anh đại à. Cặp nào anh em ơi, anh em cho tên cặp Gendagot nữa. Gendagot, cái yếu rồi đó. Anh chơi này đi. Chơi này nha. Anh tôi nói cái em cốc đầu đó nha. Ok. Để coi có cái cặp nào mạnh. À, em thấy giống như anh không có sức mạnh vậy đơ. Thôi, mạnh lắm anh... em ơi, mạnh lắm em ơi. Mạnh vậy? Mạnh tin đi. Thầm xíu anh xài hết 3 chiêu thằng kia mất chưa tới được 200 máu không? Có, quýnh cù nhây đi. Cù nhây à, ok đó. Rồi, cây sai nha. Ok đó. Ok, để anh xài chiêu trước cho anh từ. Ok. Rồi, canh lùm hạt em ơi. Anh tui nói canh lùm hạt, okay, anh tui nói canh lùm hạt nha, anh tui nói trước. Ok, lùm hạt đi, lùm hạt. Ờ, anh bị tui trước. Tui nè. Anh nói nè anh ơi. Quýnh từ giữa chiêu nha, quýnh chiêu quýnh từ nha. Không sao, em được, cứ đánh đi, cứ đánh. Rồi. Ok, anh giết đi, em không cho nó lấy bạn luôn, cho nó lấy ấy luôn. Rồi. Ok. À, lùm hạt đi xong okay. Giết nó nè. Ok. Chơi. Ok. Này vậy có đúp. Ok. Chạy. Dễ thương. Ăn lấy tiền em. Dễ thương. Không, ai ăn cũng được, chia đôi anh ơi. Ủa gì hả? Ăn cũng được. Đúng rồi. À anh tưởng ăn đi. Có nhiều tiền hơn. Kỹ năng đặt một cổng dồn thiêu đốt gây sức thương phép theo thời gian. Anh ngọc điểm chuyện này được không vậy? Đặt một cổng dồn. Ok. Này đi. Em động thấy cái này ngon không biết nó ngon không nha. Test thử cái. Em đọc thử. Ủa nó... bình thường thấy cũng được á. Mà gặp tăng cơ mới được á chứ game này gặp mấy thằng quanh shop không à. Cái đó quýnh lâu vậy. Cho nó ra mấy cái cùi cùi á chứ. Ấy, thấy mẹ quên mua đồ. Không rồi. Đâu có mua đồ đâu. Đâu có tiền đâu mua. Ok. Giờ gas nha, từ. Anh tôi nè. Lâm hai con lâm mầm em ơi, lâm mầm nè. Ok này. Mầm. Anh có tôi nha. Ok nha. Nó là gas trước anh này. Chị nói. Rồi xong rồi. Nó qua lâm mầm anh được. Tôi từ đâu? Rồi, anh thấy anh hết tôi, hết tôi. Tôi đứng từ đâu, em qua chứ. Này tôi nè. Ok. Tôi này, nó hết tôi rồi này. Đi lượm mầm này. Mầm trước lên đây. Ok. Để anh lấy đây. Lấy hồn, để anh lấy hồn quýnh tôi tờ lấy hồn. Ok này. 38 hồn rồi. Xíu quýnh lâu xíu nha, kiểu hay win rồi quýnh lâu xíu đến lấy hồn đó. Ok này. Mua giày thôi. Game này không cho mua đồ nhỏ à. Không rồi. Không cho mua đồ to à. Mua đồ giày đi em. Chắc vậy quá anh ơi. Thì mới semi quá vậy, em lên đôi giày. Giờ em lên đây giày giáp đừng, mà lên giày phép đừng, em lên giày xiên tường nhá. Giày xiên tường nhá. Giày xiên tường cũng được. Khỏi lên giày luôn, giữ tiền cũng được. Xíu lên sao. Rồi chắc em xếp tiền á. Rồi xếp chắc cũng không được gì đâu em. Cái xa. Ok anh ơi. Lên trên đi bỏ bụi. Máy nó chết luôn á. Ok. Nè anh đang nhìn nè. Ok nhá. Dưới nè. Con vào được anh ơi. Con vào được anh ơi. Anh gỡ này. Chết luôn rồi đó. Xong rồi nè. Đánh hàng câu giờ đi anh. Câu giờ chiêu nó để cho anh lấy hồn đi. Không chết rồi, đánh hàng chơi luôn anh. Em che cho. Đánh hàng nè. Đó, rồi câu giờ nó chiêu nó đi. Đủ chạy dữ vậy. Mà có lên chạy ác. Cho anh cho nó chơi cho anh câu giờ lấy anh này. Rồi. Ok. Sao mất hồn được rồi. Vãi nó chạy kìa. Giữ tiền là cút kèm mua đồ đi mày. Cái flash là một gao chỉ được xài một lần thôi, còn cái gót là xài được hoài luôn. Kiểu gao là cái này đúng không? Gao này em xài flash là gao xa xài không được á. Phải gao xanh nữa mới xài được. Rồi. Cách gao.
76 hồn. Ngon, em khỏe rồi đấy. Ờ à, đấy, em gặt được trái ngọt rồi đấy. Gà gắt em ơi. Ok này. Anh counter ghé được không? Nè. À, dạ. Lâm. Ok này, giữ luôn anh ơi. Nó gặp heo kìa. Giết nó trước đi, giết nó trước. Ok này, em đã né né quỳ được cái. Ok. Anh chi chi kia đi, em ăn cái này cái. Ok. Chi chi kia đi. À, lùm hồn như nó. Ok anh ơi. Ờ đây lùm hồn. Chạy. Ủa 78 hoài ta. Rồi lên cấp nó mới lên. Em có cái quá vàng này, đuôi người anh lên được. Thôi là hai người đi chung nhau mà. Thôi cái đó bỏ đi. Đúng rồi, em đuôi người lên. Bỏ đi. Anh cũng có quá vàng này, bỏ đi. Khi bạn gây sát thương lên tướng từ xa tự động bắn cung ánh sáng vào vị trúng, được có nhờ. Em lấy, chắc em lấy hai lần rồi quá. Quên mấy cái này cùi quá. Anh quỳ về cái ra cung ánh sáng nè. Ngon. Anh cứ cho nó em cho người anh đi, em đứng kế bên cho. Nó vô cái em hất lên liền luôn. Anh dụ đi đứng lên luôn, đúng rồi. Ổn vậy. Ổn. Em ơi, hụt chiêu phải lui á. Không có con Thaco ở đây vậy. Cái mầm nè. Ừ, sẽ chưa từ xa bắn cung ánh sáng kìa. Em có hai cái rồi lần anh ơi, chơi đi. Rồi, anh nhìn đi. Anh tôi nè. Ui, nó nhảy anh á. Chơi luôn này. Không sao, tao ơi. Nó giết không kịp đâu, không nổi đâu. Hai giây có tôi. Nè. Ok đấy. Em cùng anh sáng hài. Em cùng anh sáng anh hài vậy. Em cùng anh sáng đúng hài. Vậy rồi. Anh tôi cũng là cùng anh sáng kìa. Em lên cái gì đi. Lên cái gì. Cái móng vuốt ấm mũi á. Nó đầm to lắm. Đây. Em đọc thử mấy cái đồ của chế độ mới xem nó ngon không. Gà em ơi. Ok anh ơi. Anh tôi nó cái là em đem liệm nó luôn. Nó mới chích nhiều người anh vậy ta. Ui da. Ôi. Lát. Em lát luôn đây. Hỏng mày. Ui nó quýnh đau ấy. Cái gì vậy? Tán vài cái chết luôn mà. Ôi sai em, phải giết bạn em ơi, sai nữa. Ok anh ơi. Từ đếm lên kháng phép mày đã sao đánh đau ấy. Không. Tán đau quá, nó tán bệnh luôn kìa. Đơm rồi nón vô hả anh Đơm? Nón làm gì hả, tốn tiền vậy? Rồi nón nghe. Full đồ mà. Sao full được, còn tiền mà. Tên sao được đồ cuối rồi mà. Kệ, rồi nón chỉ tốn tiền, tốn tiền. Giữ tiền. Ôi. Ê, kìa nó to quá vậy. Cái bên to quá kìa. Cái sai em ơi. Ok nè. Lấy dây chuyền nó trước coi. Từ lùm mầm em ơi. Đó ngồi bên kia từ đem canh em lầu ở đây nè. Em ơi. Ok anh ơi. Hất lên nè. Trên này. Để em che cho. Có hai cái G luôn. Còn cái G nữa. Ủa, giáp thường mình bên đây cũng lâu hơn à? Bên đây thời gian ấy còn lâu hơn à? Còn lâu ấy. Đoàn đánh các bạn giảm hồi chưa đi một giây. Cái đoàn đánh sẽ cho bạn 18 vô diễn công dụng vô hạn. Đoàn đánh à. Rồi. Khỏi lên đằng ngon. Bạn em ơi, giết bạn em ơi. Ok nè. Cảnh này lát nha. Ok. Cắt tôi được kêu nó nè anh ơi. Chỉ đường thằng. Cái gọi em invisible không sao đâu. Có gì đấy, gì đấy. Con Vigo nè. Xong rồi nè. Ủa nó chết thành Vigo kìa, phải nói gì vậy. Ủa nó chết xong thành Vigo kìa. Ủa mình lên 2 đồng hồ được không ta. Hình như được. Ờ chắc em phải lên cái gì đó cho trâu xíu em ơi. Em lên gì đó cho trâu xíu. Không sao anh ơi, em lát thẳng vô em g luôn là được anh ơi. Tại vì em g cái em được invisible á. Nó không target được đâu. Cái lỗi em á, cái gờ em gờ được 2 lần luôn. Với lại em được invisible khi gờ nữa. Em vô trước đi nha. Hàng kia quýnh trước, bấm theo dõi hàng kia quýnh trước. Ủa hàng kia nó bự. Bự vậy. Hàng kia đi xét cánh quá gian kìa, đi quá gian kìa. Cút rồi quá gian. Ai da. Bạc tán hơi đau nha. Quá gian. Anh nghĩ sao việc đổi nón? Không đổi nón. Không đổi nón à? Không, mình không đổi. Full đồ đó. Ấy full đồ đấy, là đón nè. Nghĩ sao vậy đó nón? Chưa full. Đến chưa full, em bán chạy luôn rồi chứ. Còn cao sau mà, em thắng game này mới win chứ em thua game này vẫn còn chơi tiếp mà. À không, nhưng mà ý là ấy rồi mà. Còn cao sau nữa.
mình thua cái này là ra sao nữa đó. Cái này mình thua rồi còn ra sao đây. Phá cho chuyện đây, phá cho chuyện đây. Phá cho chuyện em lát lát qua lát qua luôn á. Em giữ bèo cho ra sao nhỉ? Giữ bèo sao hợp lý thế đấy. Thôi. Gửi mình visible đây, gửi mình visible. Anh đang qua. Em còn lần rờ nữa đó. Giết được không? Giết được không? Được anh ơi, được rồi đây. Rồi em invisible. Làm gì còn ra sao vậy? Không biết là mình thua rồi. Mình thua là còn ra sao? Tại mình 16 máu. Mình còn 16 máu, nó còn 8 máu à?